Rồi, chào các bạn nha. Nay mình lên nhà chú Mười đi test về nha các bạn. Giải phóng lại cái. Có hai con nha. Hai con mét 8 hết nha. Hôm bữa nay có gió ngon á. Vừa mét 8 nha. À, quá đẹp. Xếp trước nhà luôn nha. Còn ông chú ông vẽ cái mộc bắc quỳ. Cây súc. Dạ, xơi ra kia không chứ đây nó ấy xuống này không? Dưới ruộng nó khô ha, khô không? Đi dưới ruộng phải không? Trước bò hả? Trên chứ hả? Quá đã. Bây giờ con đứng dưới đây trong con mình hơi dừa nha, ông chú ông cành cây nha. Chết hai con 8 luôn, mới làm xong. Đứng trên đường sứ cầm dây luôn. Đem lại cái góc này. Trời dữ lắm nha các bạn. Rồi, để mình hơi dịu lên quay tiếp cho các bạn coi nha. Chà, còn dữ thật. Cái một nha. Quá dữ. Trên có một con dữ sáo nhỏ nữa. Sáo lớn mà nhưng mà nó ro xa quá.
ghê vậy, quá chừng. Rồi, bắn luôn. Gió ghê không? Quá gió. Rồi, đẩy một cái là lên quá đẹp. Giật kiểu ghê. Cái một ha. Ok rồi đó. Chuồng 5 ly á hả? 5 ly. Đúng tiêu chuẩn hả? À, vì sao mà mấy đứa kìa? Bực mà rút thẳng dây luôn. Nghe dữ thôi nè. Nghe rồi hả? Ngắt luôn. Quá đẹp. Ừ. Về bị nhăn mà lâu cứ ngắt luôn à. Chị nha. Đâu dữ vậy? Ở dưới cái mẹ. Ở dưới lúa nó bập bập mới có sáng sáng. À. Chết chi cũng sườn 5 ly bay ngon ha. Đúng hay luôn. Không rúng gì vô hả? Ừ. Món này mạnh hơn chút nữa cũng được, bởi vì thấy cái sườn nó không có cốt có gì. Chao không gì hết. Ừ. Đúng, đúng. Ý, gió trên mạnh dữ à. Không biết leo, không có vô không, nghe quang bên đó. Con kia thử leo luôn. Không có cái guồng này mà nắm cái cây cũng mệt mỏi á. Nắm cái sợi dây nó suốt tay vậy hả? Cái cây kia chưa chắc mà ro được á. Ừ. Cái guồng này mới dễ ro nè. Đúng là cái sườn này phải, cái 5 ly này phải chơi 1m8, 2m chứ còn thấy là chịu liền, đúng cái cây đang để làm đó. Quá đã. Rồi, dắt xuống đây cột vô gốc cây nha. Không cột trên này luôn không ạ? Không cột trên này luôn. Cột trên này mình dễ hề chứ cột dưới đó nó sợ nó lên nó vướng à. Dắt vô trong cột nha các bạn. Chà, xuống dốc. Băng rừng, băng rừng, băng rú, băng cỏ, băng bờ luôn. Đó, quá hớp. À, quá đẹp các bạn ơi. Mình cúp con gì đây.
quá dữ. Đó, rút. Rồi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi, chú mình vô lấy dây ra thử tiếp con kia nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký, chia sẻ kênh, ủng hộ mình với nha. Hoa nở quá trời luôn. Đường đi vô cổng. Cột vô gốc cây. Đi này hai ly ba. Quá bự. Rồi chào các bạn nha.